Xin chào tất cả các thầy cô giáo cùng các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bài thơ về tiểu đội xe không kính. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu chung về tác giả. Tác giả Phạm Tiến Duật, sinh năm 1941, mất năm 2007. Quê ông ở Phú Thọ. Ông là gương mặt tiêu biểu của thế hệ các nhà thơ trẻ thời kỳ chống Mỹ. Thơ ông thường viết về thế hệ trẻ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ với giọng điệu trẻ trung, sôi nổi và tinh nghịch. Thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu chung về tác phẩm. Bài thơ được sáng tác vào năm 1969, in trong tập Vầng Trăng Quầng Lửa. Từ đây chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu văn bản. Văn bản có thể thơ tự do, vì thế nó có giọng điệu rất linh hoạt, ít vần, bốn câu một khổ. Nhan đề bài thơ cũng là một nhan đề đặc biệt, khơi gợi cho chúng ta nhiều suy nghĩ. Chính tác giả cũng từng tâm sự, tôi phải thêm bài thơ về. Để báo trước cho mọi người biết rằng là tôi viết thơ, chứ không phải là một khúc văn xuôi. Bài thơ về tiểu đội xe không kính là cách đưa chất liệu văn xuôi vào thơ. Những câu thơ đặc văn xuôi được kết hợp lại thành trong một cảm hứng chung. Chính vì thế, nhan đề của bài thơ rất lạ, độc đáo, thiện một cách nhìn, cách khai thác chất thơ. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu hình ảnh những chiếc xe không kính. Không có kính không phải vì xe không có kính, bom giật, bom rung, kính vỡ đi rồi. Không có kính rồi xe không có đèn, không có mui xe, thùng xe, có xước. Những câu thơ trên đã miêu tả lại về hình ảnh những chiếc xe không kính. Ở đây, tác giả đã điệp lại nhiều lần chữ xe không. Xe không có gì, xe không có kính, rồi lại không có đèn. Tiếp theo, không có mui xe. Lý do là bởi vì bom giật, bom rung. Rõ ràng ở đây tác giả đã điệp lại rất nhiều lần từ không để thể hiện cho chúng ta thấy được một hiện thực. Những chiếc xe ở trong chiến trường ấy đã bị bom giật đến mức không còn kính để lao đi ở trong chiến trường nữa. Biện pháp tả thực cộng với điệp ngữ liệt kê ở đây đã làm cho giọng thơ trở nên thật thản nhiên. Lời thơ mang tính khẩu ngữ để qua đó nhấn mạnh hình ảnh độc đáo. Những đoàn xe trần trụi biến dạng đang lao đi tiến về chiến trường phía trước. Nó là hiện thực khốc liệt của chiến tranh lúc bấy giờ mà mỗi lần đọc lên chúng ta có thể cảm nhận được ngay. Nhưng từ hình ảnh những chiếc xe không kính, chúng ta liên tưởng về hình ảnh những người chiến sĩ lái xe. Họ mang một tư thế vô cùng đẹp, ung dung buồng lái ta ngồi, nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng, nhìn thấy gió vào xoa mắt đắng, thấy con đường chạy thẳng vào tim, thấy sao trời và đột ngột cánh chim, như xa, như ùa vào buồng lái. Rõ ràng, nhân vật trữ tình ta, người lái xe đã nhìn thấy chủ thể phát ngôn là người trong cuộc. Ta ngồi trong buồng lái, nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng. Ba tư thế nhìn dõng dạc đường hoàng của người anh hùng từ trong văn hóa Việt Nam truyền thống đã được xây dựng lên. Đó dường như là một con người vũ trụ, đầu đội trời, chân đạp đất. Sự việc xe vỡ kính, mất kính lại dường như đem lại nhiều thi vị, khiến con người ta tiếp xúc gần với tự nhiên hơn. Ở đây, tác giả đã liên tục sử dụng các biện pháp điệp ngữ, liệt kê, đảo ngữ nhằm toát lên phong thái ung dung hiên ngang đường hoàng rất chủ động này. Cách nhìn thể hiện tinh thần lạc quan, tình yêu cuộc sống mãnh liệt giữa chiến trường bom đạn nguy hiểm ấy thật là đẹp. Gió vốn không thể nhìn thấy. Để tả gió, các nhà văn thường tả qua cây, qua cát bụi. Trong bài thơ này, gió được nhìn thấy qua hiện tượng chảy nước mắt, nhìn với cái nhìn trìu mến, gió vào xoa mắt.
Cái nhìn trìu mến, thân thiện hướng đến sao trên trời, đến những cánh chim bay đã nói lên tình yêu cuộc sống, tâm hồn luôn hướng đến những gì thánh thiện, tự do. Đồng thời, những người lính lái xe còn được miêu tả qua tinh thần và thái độ. Ừ thì có bụi, mưa tuôn mưa xối như ngoài trời, chưa cần thay lái trăm cây số nữa. Rồi những hình ảnh chưa cần rửa phì phèo châm điếu thuốc, nhìn nhau mặt lấm cười ha ha. Toàn bộ những câu thơ ấy đã được tác giả sử dụng biện pháp điệp cấu trúc với giọng thơ ngang tàn, nghịch ngợm, hình ảnh mang tính chất độc đáo, để qua đó khắc họa tinh thần lạc quan, dũng cảm, bất chấp khó khăn, coi thường gian khổ, nguy hiểm của những người lính. Xe không có kính thì bụi vào. Thực ra, bụi còn gây nhiều phiền phức khác cơ, song tác giả đã chọn sự việc dễ thấy nhất, ngộ nghĩnh nhất là bụi phun khiến những chàng trai trông như người già. Cái nhìn lạc quan, trẻ trung đã quy định sự việc. Bụi phun tóc trắng và bụi lấm mặt là hình ảnh đem lại sự vui nhộn giữa lúc nghỉ chia nhau điếu thuốc của tiểu đội lái xe không kính. Tiếng cười thăng hoa cảm xúc của ta đã khắc họa được vẻ đẹp cộng đồng trong chiến đấu. Rồi xe không kính thì mưa xối vào người lính lái xe như đi ngoài trời. Đó cũng là một sự thật. Tác giả chọn một thể ứng xử tiêu biểu của người lính lái xe là chưa cần rửa, lái trăm cây số nữa. Với lý giải mang khí phách rất thanh niên, mưa ngừng, gió lùa khô mau thôi. Chi tiết, chiến sĩ lái xe chạy một mạch, lái trăm cây như thể là trăm cây dưới bom đạn chỉ là chuyện chạy thêm. Chạy tranh thủ cũng là một khí phách bản lĩnh tuổi trẻ. Không chỉ vậy, những người lính còn được tái hiện qua tinh thần đồng đội. Các bạn bè suốt dọc đường đi tới, bắt tay nhau qua cửa kính vỡ rồi. Bếp hoàng cầm ta dựng giữa trời, chung bát đĩa, chung bát đũa nghĩa là gia đình đấy. Võng mắc trông chênh đường xe chạy, lại đi trời thêm xanh, trời xanh thêm. Ở đây, tình đồng chí đã gắn bó keo sơn. Nó thể hiện sự yêu thương, chia sẻ cùng chung một lý tưởng. Trong chiến tranh, tình đồng chí đồng đội bao giờ cũng đẹp. Những chiếc xe không kính từ miền bom rơi về đây đã hội tụ tô điểm cho tình đồng chí của những người lính lái xe một dáng vẻ độc đáo, không thể trộn lẫn với các binh chủng khác. Những người lính trên chiếc xe không kính bắt tay nhau qua cửa kính vỡ rồi. Kẻ bắt tay không thể gặp ở bất cứ đâu, bất cứ hoàn cảnh nào khác. Tiểu đội không kính là một gia đình, những phút nghỉ ngơi bên ngoài chiếc xe thân thương, họ quây quần bên bếp hoàng cầm. Các từ bát đũa, võng gợi lên một không khí nghỉ ngơi, yên tĩnh, đầm ấm giữa chiến trường. Nhưng đó chỉ là những giờ phút đan xen giữa các chuyến đi, họ lại đi, để trời xanh thêm. Màu xanh cứ xanh thêm, màu xanh của hòa bình, màu xanh của hy vọng. Tuy nhiên, có lẽ để lại cho chúng ta ấn tượng sâu đậm nhất chính là ý chí chiến đấu vì miền Nam phía trước. Đó chính là điều kết động lại trong trái tim của người lính lái xe. Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước, chỉ cần trong xe có một trái tim. Một trái tim là một biểu tượng đa nghĩa, được tác giả sử dụng phép hoán dụ mà cũng có thể là ẩn dụ, nhằm chỉ cho khát vọng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Câu thơ cuối cùng là một câu thơ khép lại khổ thơ nhưng đưa ra một triết lý. Chỉ cần trong xe có một trái tim, chỉ cần trong xe có sự hy sinh, chỉ cần trong xe có sự phấn đấu, chỉ cần trong xe có tình yêu với miền Nam là họ lại đi. Đó là động lực để thúc đẩy những người lính tiến về phía trước, giải phóng miền Nam. Chúng ta sẽ xa vào sự đơn giản nếu mà không liên tưởng đến tính mạng người lính ngồi sau kính xe, đèn xe bị vỡ lát, mui xe bị trà xước vì bom rơi đạn nổ. Những đe dọa ẩn kín sau câu thơ, kể tưởng như lướt qua ấy, tất nhiên không thể nào làm cho người lính lái xe hoang mang. Họ vẫn tiến lên về miền Nam phía trước. Những câu thơ phơi phới lạc quan như vậy vẫn khiến chúng ta cảm động vì tấm gương cống hiến và sự hy sinh to lớn của thế hệ những người lính đánh Mỹ. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu bài thơ. Chúng ta thấy hệ thống ý của bài thơ có thể chia như sau.
Thứ nhất là tác giả đã xây dựng hình ảnh những chiếc xe không kính. Thứ hai là xây dựng hình ảnh những người chiến sĩ lái xe với tư thế ung dung hiên ngang, tinh thần bất chấp huyền nghị, hiểm nguy, dũng cảm, lạc quan, với tinh thần đồng đội gắn bó, yêu thương, sôi nổi, và cuối cùng là với ý chí quyết tâm vì miền Nam. Bên cạnh đấy, để tái hiện hình ảnh của những chiếc xe không kính và hình ảnh của những người lính lái xe, tác giả đã xây dựng nghệ thuật đậm chất hiện thực với rất nhiều những câu văn xuôi, giọng điệu ngang tàn, tinh nghịch, hình ảnh thơ vô cùng độc đáo. Từ đây chúng ta sẽ suy nghĩ một số những câu hỏi, trắc nghiệm. Hai bài thơ Đồng Chí và bài thơ Tiểu đội xe không kính giống nhau ở điểm nào? Câu hỏi thứ hai, những chiến sĩ lái xe Trường Sơn có phẩm chất gì? Câu 1, đáp án chính xác là hai tác phẩm Đồng Chí và bài thơ về tiểu đội xe không kính cùng viết về người lính và cùng viết theo thể thơ tự do. Tiếp theo, câu số 2, đáp án là những người chiến sĩ lái xe Trường Sơn có phẩm chất là lạc quan, dũng cảm, có tinh thần đồng đội sâu sắc. Câu hỏi tiếp theo, nghệ thuật đặc sắc của bài thơ trên là gì? Và câu hỏi cuối cùng, hình ảnh những chiếc xe không kính nói lên điều gì? Câu số 1 có đáp án là nghệ thuật đặc sắc của bài thơ trên là ngôn ngữ chân thực, tính khẩu ngữ, hình ảnh, thơ đẹp, giọng điệu trẻ trung, sôi nổi. Câu số 2, đáp án là hình ảnh những chiếc xe không kính nói lên sự khốc liệt của chiến trường thời chống Mỹ. Đồng thời ở đây, chúng ta có thể làm bài tập so sánh điểm chung và nét riêng của hai bài thơ Đồng Chí và bài thơ về tiểu đội xe không kính. Chúng ta sẽ thấy điểm chung lớn nhất của hai bài chính là mô tả đến hình ảnh người lính cùng phải chịu những khó khăn gian khổ ở chiến trường, nhưng họ có nghị lực, có ý chí, niềm tin, lý tưởng và có tinh thần đồng đội gắn bó keo sơn. Nhưng nét riêng là những người lính ở trong bài Đồng Chí là người nông dân mặc áo lính. Thời kỳ đầu trong cuộc kháng chiến chống Pháp, họ toát lên với vẻ đẹp giản dị, chân thành, chất phác. Còn những người lính trong bài thơ về tiểu đội xe không kính là những người rất là trẻ, những người thanh niên, hồn nhiên, hóm hình, tươi tắn, ngang tàn và dũng cảm. Như vậy là cô và các em cũng đã hoàn thành buổi học hôm nay. Chúc các em học tập thật tốt, vui khỏe, học giỏi. Xin chào các em.